Thưa quý vị, những ngày này, người dân ở xã vùng cao biên giới Thượng Phùng và Sơn Vĩ của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn gây ra. Mưa trong nhiều ngày gây ra lũ khiến cho nhiều con đường bị chia cắt. Vì thế mà đường đến trường của học sinh và thầy cô giáo nơi đây cũng trở nên khó khăn hơn. Những hình ảnh trong mục hình ảnh từ cuộc sống ngày hôm nay được các tình nguyện viên của nhóm thiện nguyện Những Bước Chân Xanh và các thầy cô giáo ở đây tự quay sẽ cho chúng ta hiểu thêm được sự gian nan trên những con đường đến trường nơi vùng cao Hà Giang. Là hành trình đi tìm con chữ của các em vùng cao Mèo Vạc Hà Giang. Đây là dây phụ huynh mang theo để đưa các cháu qua suối. Bây giờ phụ huynh cõng từng cháu qua rất là nguy hiểm. Vượt qua con suối này nó sẽ còn 2-3 con suối khác giống vậy. 4 năm quả đồi cao như thế này thì các em mới đến được trường. Dự kiến đi là tầm khoảng 6 tiếng. Các cô giáo ơi. Mama. Vợ chồng mình thì dạy học ở điểm Nà Núng A. Mưa như thế này thì kèm theo lũ rất là to, đi lại rất khó khăn. Học sinh của mình thì các em quá bé. Dù chỉ có một học sinh thì thầy cô vẫn cứ cố gắng đến trường đón các em. Trời ơi, đừng mưa nữa.